trong mỗi chúng ta, con tim luôn chất chứa những suy nghĩ, cảm xúc, ký ức sâu đậm nhất của cuộc đời. Xin kính mời quý khán thính giả của SBTN cùng tìm hiểu và cảm nhận được những điều trân quý nhất trong xã hội ngày nay qua chương trình Heart to Heart với Kristine Sa.